em, đồ về rồi anh em. Nay mình sẽ review sơ sơ xương xương mấy cái mà anh em rất là chờ đợi. Đây, đây 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 đây, đây. Là đầu ạc 2019 gắn cho Exciter 2015. Đấy. Đồng hồ gắn như zin. Rồi bây giờ mình sẽ review cách ra cái đập hộp, cái hộp này nha anh em. Đây. Đây chúng ta sẽ đập hộp. Chúng ta sẽ mở ngẫu nhiên một cái hộp nha anh em. Đây nè, đây là nè, đầu đèn 2019 gắn kẹt 2015 nha anh em. À. Nè. Lâu lâu. Lâu. Đây đây. Đây còn nữa hả ta? Còn nhiều lắm con. Dạ dạ dạ. Này à. Đây là bô gách leo anh em. Bô gách leo về. À, chúc mình nói tới bên đó sao. Nói cái đầu đèn trước đi. Máy 3 không? 4. Dạ. Đây. Em gắn thử vô nhờ. Không. Hả? Gắn đèn thôi mà em sẵn cho đèn sáng. Đây em. Cũng thấy ra, cũng thấy sáng rồi. Đây là phần ốp đầu nha anh em. À, một hộp thì chúng ta sẽ có cái ốp đầu. Đó. Rồi có cái mặt nạ giữa. Đây. Pha đèn. Bà cổ. Bà cổ luôn em. Đây bà cổ gắn đồng hồ nè anh em. Đây. Bà cổ này anh em về là gắn như zin hết nha anh em. Anh em gắn cái đồng hồ zin này 2015 vô. Đó, gắn công tắc cụm công tắc này lại hết luôn nha anh em. 15 là 150 mà. 16 gì? Ạc từ 2015 tới 2018 lên 2019 là anh em mua nguyên bộ này về là anh em xài lại là gắn được hết nha anh em. Đây pha đèn anh em. À, đằng sau đây là anh em xài chân H4 nha anh em. Đó anh em thấy chưa? Đó anh em là hãy cắm vô là như zin hết. Không có cần phải suy nghĩ gì hết nha anh em. Đó, để anh em lên đầu đèn ha. Đấy. Đây là bát kẹp đây anh em. Bát kẹp đầy đủ hết luôn nha. Đó. Mình sẽ review về cái độ sáng của cái pha đèn này. Quan trọng nhất là cái độ sáng thôi anh em, chứ cứ mấy cái còn lại là chúng ta gắn như zin hết rồi ha. Nhật cho đây cắm cái chui điện giùm anh cái Nhật. Đây cắm cái chui điện test độ sáng cho anh em xem này. Anh em ha, phần cái mica nè anh em. Cái giữa rất là sáng bóng rất là đẹp nha anh em. Chú. Lòng về lòng về. Nè lòng về anh em. Lòng IC ha. IC này IC gạch leo GS. Rồi dưới đây có gì nữa đây ta? À bố, dưới là bố, bên đây là lòng. Đây là lòng IC 62. À. Lòng 57. 57 mm, đồng này 65 chân 27 anh em. À. Đây là lòng 62 winner anh em. Đó thì cái phần này Hồng sẽ review sau anh em. Và quan trọng cái đèn trước đi. Mấy này chúc mình sẽ review sau. Mấy này 11 về. Món em ta ơi. 11 món nhiêu tiền chú? 11 món anh em tôi bự con nữa. Dạ. 1,5 triệu đi. Rồi, lấy 2 triệu. Ừ. 200 ngàn mẹ ơi. Mẹ mẹ, 200 ngàn tiền xe. Như này gửi cho hãy cho gửi 4 triệu luôn mày nè. Dạ. Giờ nó cục nó bị nặng hơn chắc ngủ vậy. Cục đó hả? Cục đó chắc đồ máy nữa. Cái đó bỏ đá vô gửi về. Hôm nay mình sẽ vô mình test cái đèn cho anh em coi nha. À, chỉnh 12V nhỉ. À, 12V. Đó rồi được rồi. À được á. Được rồi, không sao đâu. Mình test độ sáng của đèn cho anh em xem nha. Đúng. Ê, ngược. Cái đó là cộng mà. Em chấm đạn. À, đó, bên trái nó từ ra, đúng rồi. Kẹp cái máy thành được mà. Em kẹp cái thành giấy luôn cho cứng nhật. Nó gì cho cứng. Hả? Sao gãy được? Vậy chặt lắm. Dán cái số vô đi bây giờ. Không, chặt. Số vô đi, bỏ ra lấy luôn đi. Bên đây mới trừ mà.
anh em. Đây anh em, mình sẽ test đậu sáng cho anh em nha. Chỗ test nữa. Đó, anh em thấy sáng không? Đó, pha đèn em rất sáng, sáng hơn cả pha đèn zin của hạt trăm 2019 luôn nha anh em. Đó, pha đèn này sáng hơn hạt 2019 nha. Anh em thấy độ sáng chưa? Đấy, rất là sáng luôn anh em. Nè. À, tại vì cái camera khi mà mình quay với anh em là nó sẽ gom về cái độ sáng của cái này trước. Giờ mình sẽ thử mình tắt nè. Đó, mình quay ra nè. Đó, anh em thấy sáng chưa? Đó, nè, ra qua bình thường nè. Đây, anh em coi bình thường nha. Đó, quay ra nè. Đó, anh em thấy sáng không? Đó, nhưng mà khi mà anh em quay cái camera vô lâu á, nó sẽ gom giảm độ sáng lại, thành còn có cái tim thôi. Đấy. Đây, đồ gách leo về rất nhiều anh em. Đây, về đây. Ốc xây là da anh em. Trời ơi. Sáng, sáng đèn rất là, pha đèn rất là sáng luôn á. Pha đèn rất là sáng mà. Đây là cần số anh em. Đây là cần số và cần hắn của mệt kinh nha anh em. Đó. Quy quay giùm anh đi Quy. Cho nó, để cho anh em coi cho nó rõ, anh mở bịch ra. Hai đồ rất là về rất là nhiều luôn anh em, cứ coi thoải mái luôn. Đây là cần số mà hết kinh nha anh em. Đó, còn nguyên hàng nguyên bệnh nguyên kiện luôn nha anh em. Đây, Made in Indonesia. Đó, anh em thấy chưa? Đó, đây là chỗ sáng nè. Đây, anh em thấy chưa? Made in Indonesia ha, nguyên hàng nguyên kiện luôn, hàng chính hãng luôn nha anh em. Mình sẽ xé bịch cho anh em xem. Đó, đây là cái cần nè, cái cần thắng anh em, cần thắng màu đen. Ôi đẹp trai. Đây, cần thắng đen anh em. Cần thắng Indo màu đen. Quay ra đây nè. Rất là đẹp luôn nha anh em. Cần thắng này chính hãng nè. Anh em muốn mua hàng thì mấy cái này sẽ đăng ở Shopee hết cho anh em luôn. Cần thắng Indo màu đen nè ha. Đó, để quăng bên cái con số nữa anh em. Đây, cần số Indo màu đen đây anh em. Đây anh em, đằng sau đó chứ. Nó sẽ nhỏng và cao dài hơn cái cần bình thường. Cần Việt Nam mình sẽ nằm tới đây anh em. Anh em thấy chưa? Đó, cần Việt Nam mình sẽ nằm tới đây. Trong đây là cho nó được quyền người sáng. Đó, anh em thấy không? Cái cần Việt Nam mình sẽ nằm tới đây. Còn cần Indo sẽ cao hơn một khúc nữa. Đó. Cao. Đó, anh em thấy chưa? Kinh nhật. Nó sẽ cao hơn. Đó, gắn vô xe sẽ đẹp hơn nha anh em. Giống như chiếc ở đây mình dọn ha. Đó. Thì mấy cái này mình sẽ... còn có hai còn gì nữa ta, mà chỉ cần số với cần thắng thì còn ra đây là quay vô quay nó không bị giờ không bị trả sáng. Thấy chưa, rõ không? Cần số cần thắng này là ốc G5 mẫu đầu xe la da. Ốc lốc máy nha anh em, ốc lốc máy 135 đó, Sigurd đó, mấy này mình sẽ đăng lên hết luôn nha anh em. Đó, ốc lốc máy xe la da 135 nè, Sigurd nè, 150 nè. Nói chung là mình sẽ về mấy cái này rất là nhiều cho anh em chơi thoải mái luôn. Đó, nó cần số nè. Này là bát bát dời đĩa 260 cho bio nha anh em. Đó. Bát này là bát dời heo zin cho ẹt cho 50. Đó, bát này bát dời heo zin này 150 nè. Đó, trời ơi. Hôm nay cực kỳ nặng. Cái gì đây ta? À này là bộ của cái bát dời heo. Đó, bát dời heo đây anh em. Ốc chảng ba sa chia. G5 anh em. Màu xanh lục bảo. Ốc chẳng ba sa chia. Sonic có luôn nha anh em. Có sao mình có bán xanh và tím, hai màu cơ bản đi cho nó dễ. Đó. Từ từ mở bạch ra cho anh em coi. Nè ốc về rất là nhiều luôn. Trời ơi mấy tụi này nó quấn ít sạch rồi anh em. Quấn gần quấn mà tí nè. Quấn gần quấn mà tí nè. Coi quấn ít ít thôi mấy đại ca, quấn nhiều gì mà mệt quá. Đây đây anh em, màu xanh lục bảo nha. Đó, đây ốc chảng ba sa chia
màu xanh lục bảo đó. Đây anh em, đây ốc sa chia nha. Đây anh em nhìn cái chân là biết ốc sa chia rồi ha. Bên đó là cổ bô, cổ bô, mấy cổ bô mà mẹt 50 giao hết cho khách đi. Đây anh em, đây ốc sa chia đây anh em. Đó anh em thấy chưa, ốc sa chia đấy, rất là đẹp trai luôn nha anh em. Đó, màu xanh lục bảo nha. Đó, thì cái này là màu xanh lục bảo, rồi mình sẽ review thêm mấy màu khác cho anh em xem nó khá là nhanh. Để anh em không bị đoạn này là bộ của Sonic. Thì cái màu của xe thì nó gạch. Đây anh em, đây ốc chẳng ba Sonic màu tím nè, titan anh em. Đó, tím nè anh em. Thì mấy này mình là có đăng hết rồi, tại nay mình nói lại thôi anh em. Này mới lên màu luôn, nó còn ướt nhẹp luôn anh em. Đây còn mới điện phân luôn nè. Đó, ốc màu tím nha anh em, rất là đẹp luôn. Này ốc chẳng ba, đó anh em thấy chưa, ốc chẳng ba tím. Nay mình xài mẫu lốc sấy hết nha anh em. Đó, thì này mình sẽ đăng lên Shopee hết rồi anh em chỉ cần lên đó mua thôi. Đó, ốc màu tím, ốc màu xanh. Với cái ốc này hôm nay mình về rồi nè, mà mình quên nó anh em, là ốc chân kiến mẫu xây la da, có răng thuận và cả răng ngược luôn nha anh em. Thì răng thuận á là anh em đắp cho xe Honda. Đúng rồi. Giờ móc ra một con luôn cho dễ nhìn. Tôi nói sợ gửi về nó bị lủng bịch, nó quấn á. Đây anh em, mình là review là cách chân thật nhất là đập thùng, đập cái thùng hàng ra review cho anh em luôn, chứ không có tới cái khâu mà trung gian đâu. Đây, ốc chân kiến G5, mẫu này có răng thuận và ngược nha anh em. Đó, mẫu này là mình chưa lên màu anh em thấy không. Anh em thích màu trắng thì mình sẽ gửi con màu trắng, mình sẽ để màu trắng cho anh em lên để chọn mấy con màu trắng ha. Đó, còn anh em muốn màu tím, màu xanh gì mình sẽ lên màu sau. Anh em thấy ốc không, thấy rất là đẹp trai luôn nha. Này gắn là đẹp không gì bằng. Thì con này thì mình có đăng Shopee rồi, giờ anh em chỉ cần lên mua thôi. Đó, mình đăng hết rồi đó anh em. Đó, ốc chân kiến anh em, đẹp không. Ở con này mà không đẹp không tính tiền luôn em. Anh em vừa dặn bằng lục giác được, anh em cắm vô đây. Nếu em dặn, còn em muốn dặn gì chìa khóa, anh em dặn phía ngoài. Đó, con này rất đẹp trai. Anh em nào thích màu trắng thì để màu trắng ha. Anh em nào thích tím thì bóng tím, nào khoái xanh bóng xanh. Đó, vậy thôi, có đơn giản. Còn thùng này còn gì nữa không ta? Bao này gì đây? Rù. Bao này ốc nắp nhớt anh em, ốc nắp nhớt nè, ốc nắp nhớt xe da nha anh em. Con này là mình sẽ bán là dưới 100.000 con anh em. Anh em thấy đẹp không? Inox đàng hoàng nha anh em, inox 100% luôn. Trời ơi, bên xưởng mình CNC trời, còn cái miếng bờ dơ dính đây trời. Đây anh em, ốc rất đẹp, chân anh em. Đây, ốc này anh em gắn được cho Yamaha và Honda nha anh em. Đó, anh em thấy đẹp không? Rất là rõ đúng không Huy? Thấy rõ đúng không? Để quan trọng là phải rõ cho anh em xem. À, mẫu này mẫu mới nhất luôn nha anh em. Mình cho về được mấy trăm con anh em. Đó, rất là đẹp trai luôn. Đó, cho anh em xem. Thì mình review cái này là mình review mấy cái mà mới nhất. Còn này ốc, cái này gù xe da anh em đã quen thuộc quá rồi. Đó, gù xe da, nguyên bao. Này nguyên bao này, trời ơi, anh em coi mình rinh lên nè. Nặng trịch luôn em. Bao này phải cái chục ký. Không có dám chơi đâu. Con hùng này còn gì không ta? Ốc lốc máy ẹt 250, 2010 rồi. Ốc xe da. Rồi, này gửi đây đi, chút soạn. Rồi tới cái thùng bên đây là thùng gì đây? Rồi, nó nặng nó sực lên em, trong nhà nè. Vô nhà đi. Muộn dao ai? Dao đồng tiếng. Đây là cái gì đây? Đĩa X1R dây 150 nha anh em. 1, 2, 3, 4, 5 lỗ gắn như zin cho 150 nha anh em. Đĩa 245mm. Đó, rồi mình sẽ gáp vô cặp mâm rồi. Rồi CV làm giao cho khách luôn nè. Đó, thì bộ cái đĩa này gắn vô đây. Chúng ta có cái lồng nữa. Cái lồng chúng ta bỏ vô đây như thế này, lồng đen. Đó anh em thấy không, có cái lồng thì cái lồng đầu tiên em thả cái lồng vô đây đó, rồi tới cái đĩa. À, đĩa này gắn cho khách luôn, xé ra luôn cho rồi chứ sợ gì nữa. Đó,
để ít một rào nha anh em, tải cho tải vô đây, tải gắn như riêng nha anh em, rất là đẹp trai luôn. Hôm nay Hùng Hùng đẻ đầu máy về rất là nhiều luôn anh em. Này ron chân lòng GS 150. Ồ này ron đầu chứ em. Em này ron đầu ha. GS 150 nè, 62. Đó. Ron đầu 150 GS 150 62. Ron 62 luôn. Ron 62. Một sắp mấy sắp luôn em giờ. Ron 62, 65, 57 gì. Đây đủ hết luôn nha anh em. 57.3mm là của RS 150 nha anh em. Đó, cho anh em lên đầu cao, đầu chơi tẹt ra. Cái gì đây ta? 65, à cái này là lòng gách leo nha anh em. Lòng gách leo 65. Đây, lòng gách leo 65 anh em. À, đây, lòng gách leo 65. Đó là 65. Đó, anh em thấy chưa, lòng gách leo 65 nha. Em nhìn là biết lầu cánh leo rồi. Có tặng đáy nè. Đáy phim. Đà ron đầu. Cái lồng. Rồi bộ xét măng. Phe cài. Và có cả cả cây ác luôn. Đủ hết luôn nha anh em. Trọn bộ. Đó. Lồng cánh leo 65. Thì mình có lồng cánh leo 65, 62 luôn. 57 đâu đầy đủ hết nha anh em. Đó này anh em sử dụng là tăng cam hoặc 135 thì cái lồng này anh em gắn 135 150 đều được ha. Đó y chang như hết. Đường nước rất là lớn. Đường nước chà bá luôn. Đó. Nước chuyến nè anh em. Thì bộ này là bộ Ticom ICS gắn 150 và 135. Rồi để cho anh em nào bị cái Ticom mà bị lỗi á thì bị lỗi hoặc là xài lâu ngày bị mòn đồ đó thì anh em thay nguyên bộ Ticom này vô là sẽ giải quyết được hết vấn đề nha anh em. Đó. Ti con này 150, 135 là xài chung luôn nha anh em. Đó, y chết. Này là xúc bắp 19. Đó, 2 cây 19 anh em. Còn này 2 cây 22 nè. Đúng luôn. Xúc bắp y chết nha anh em. Đây 19-52. Đó, anh em thấy cái này ở đây 22 nè. Còn này 19 hình như chắc hết bịch nên phải hết cái đầu vô rồi phải bỏ bịch nè. Mình sẽ ngâm nhớt đó. Đó, xúc bắp 19-52 là có đủ luôn. Thì anh em nào thầy thợ muốn mua hàng thì có thể liên hệ mình. Còn anh em nào khách lẻ mua hàng không có thì có thể liên hệ mình luôn. Đều được hết nha anh em. Đều có giá tốt cho cả thợ và khách lẻ. Còn này là con đầu 57. Đó. Con đầu 57 anh em. Con đầu 62 nè. Con đầu 65 nè. Đó, đầy đủ hết luôn nha anh em. Đó, ron quá trời luôn. Ron chân lòng luôn nha anh em. Này ron trên đầu metan là 0.4mm. Siêu mỏng luôn. Trời ơi mỏng tanh luôn. Cho kể cả mọi thể loại luôn. Cái này mình sẽ đăng lên Shopee hết luôn cho anh em để anh em có thể mua. Chứ giờ mà nói quá trời luôn. Này xúc bắp 19. Này mua bên sườn, bên gác leo, bên thỉnh ra đồ quá trời. Trời ơi mua bên sườn gác leo. Mua bên sườn gác leo. Mua bên sườn gác leo. Mua sườn này là gắn cho Yamaha nha anh em. Và Raider đều được chung hết luôn nha anh em. Yamaha và Yamaha và Suzuki là dây màu đỏ nha anh em. Còn mà của thằng Honda thì dây màu vàng. Còn bịch này gì đây trời. À nè kim phun của bên gách leo. Kim phun cho Winner 150 150-160cc nè anh em quên mất tiêu. Đây 160cc của gách leo cho Winner nha anh em. Đó kim 160cc. Nguyên hàng nguyên kiện anh em. À, không có bịch. Đầu của bên gách leo không có bịch là chuyện rất là bình thường anh em. Rất là quen. Quen cái chuyện này rồi. Không có bịch. Cái này họ sẽ kiếm cái hộp bỏ vô. Để 160cc anh em sẽ đăng lên Shopee cho anh em nào muốn lên bu xăng lửa 62 đồ mua kim này anh em về chỉnh ha. Là chơi được hết. Ví dụ 62 anh em phun nhiều xăng vô còn 57 đồ anh em thì bớt xăng ra. Này là lòng 62 của gách leo anh em. Đó, lòng 62 thì vẫn như cũ đây hai. Đây cái miếng ron chân lòng mà của cho lòng nè anh em. Còn cái ron chân lòng metan là hồi nãy là mình đã lấy cho anh em xem nó mất tiêu rồi ta. Ủa sắp đâu mất tiêu rồi. Cái sắp ron chân lòng metan rồi.
đây. Ủa này con đầu. Đây con chân lồng, Đây anh em. Đây là sự khác biệt nha anh em. Đây là con chân lồng mây tôn. Đó, còn này là con cho. À, thì cái này là khác trong xe, cái này RS 150, còn này của EK50. Để coi của nào của EK50. Đây. Đây, cái con mà của bên mình bán để cho anh em mà bị hư cái ron này nè. Là anh em mua ron này. Ron này có mấy chục ngàn anh em. Nó xài xe anh em hư cái này hoài. Cái này có mấy chục ngàn à. Để anh em làm xe anh em thay ha. Đó. Còn đây là cái con mà cho thì con này con giấy, còn con này mây tôn thì nó khó hư hơn. Đó, xịn hơn. Thì thay cái này có mấy chục ngàn thì làm máy thay luôn cho rồi. Còn cái đây là ron đầu. Cái con này anh em bị lòn nước, bị dập ron rồi đó thì anh em phải mua thay. Thì anh em sẽ mua cái ron này anh em thay. Thấy chưa? Đó, anh em thấy chưa? Đó, ron này thì 57 của 135 thì 135 là xài chung hết cho anh em. Anh em thấy chưa? Đó thì cái này anh em mà hư cái này anh em mua cái này anh em thay. Cái này 150 cái anh em. Đó 150 miếng. Còn miếng này thì cho heo lòng. Đó thì chơi vậy thì anh em hư cái này phải mua thôi. Cái phụ kiện này rất là quen thuộc bình thường thôi. Lấy ra cái này là lòng 57, lòng này lòng 62. Lòng 62 của Get Leo nha anh em. Thì nãy anh nói là mở ra anh em đầu tiên thấy hai miếng này. Đó. Rồi, còn đỡ móc thì có gì đây? Bạc rồi cam màu. Đó. Hát dên. Phe cài dên. Ây da, bớt. Đây, trái Get Leo 62. Đúng luôn nha anh em. Đó, trái Get Leo 62 đúng luôn chứ không phải là 61.99 mà 62 đúng luôn. Lòng Get Leo, nước kiến rất là dài anh em. Đó anh em xài đồ Get Leo nên quen rồi. Đường kiến xoáy nè. Đó. Trái Get Leo ghi rõ ràng luôn nha anh em. Đó, lòng Get Leo thì đây, chữ lòng Get Leo đây. Đó. Đây chữ Get Leo. Thì cái 62 với 57 thì có đóng hình như cái 65 hồi nãy hình như chưa có đóng chữ Get Leo lên anh em. Đó, mẫu mới. Đây, thả vô là quạch ngược. Đây anh em thả vô là y khích luôn nè. Đó. Anh em thấy chưa? Đó. Đầu Get Leo rất là tuyệt vời. Đó, để ngang dưới chỗ này nè. Lòng 62, con này là lòng 57. Lòng 57 cho anh em nào lên bô xăng lửa nè, là xài lòng 57 anh em. Đó. Chẳng luôn luôn đủ phụ kiện nha anh em, không bao giờ thiếu bất cứ thứ gì. Mà quan trọng nhất là cái phần cái lòng thôi. Đó, nước chiến của lòng. Lòng 57 anh em thấy nhỏ xíu không? Cái chỗ này nó dày cười nè, thấy không? À là đây nó xe lắc xe lơ, còn mấy lòng kia nãy là nó nở ra tới ngoài đây luôn em. À, cái 57 này em thấy nó bé nhỏ không? Đây. Anh em thấy hai cái lỗ không? Đây. Anh em thấy hai lỗ không? Cái bé xíu với cái bị chụp bá, còn 65 nó bự nữa. Lỗ thì sinh viên năm nhất, còn lỗ thì sinh viên năm cuối. Này là học sinh cấp 2. Đó, đại học, còn cái kia là qua đại học luôn rồi. Đó, anh em thấy chưa? Cái đường nước anh em rất là khác nha. Đó, 62 đường nước sẽ nhiều hơn, còn 57 đường nước sẽ ít hơn anh em thấy không? Đó. Đó, thấy chưa? Tới 57 đây anh em. Thả từ sau đã tới. Đó. Anh em thấy chưa? Get Leo. Thì mình bán đủ hết luôn nha anh em. Anh em muốn mua hàng thì anh em có hai cách là anh em tới cửa hàng mình tại Bùm Đi Can. Còn thứ hai nữa anh em phải lên Shopee mua. Thì mấy cái này mình đều có bán online hết. Đó, cho anh em dễ chơi ha. Đó, không ngại ở đâu hết. Bán online tất tần tật mọi thứ này luôn anh em. Đó. Lòng 57. Còn thùng nào chưa mở nữa không ta? Nhật sắp máy này nha. Xúc bắp. Dạ, sắp máy đó đi. Rồi, gà quay theo anh tiếp. Chẳng còn có nhiều đồ không em? Lấy cái đầu ra mở bô nè. Đây, hôm nay mình sẽ đi cho anh em coi là bô Get Leo bô xăng lửa. Đây là của thùng Get Leo bô xăng lửa nha anh em. Đó, bô này phương tiện luôn. Hai phát tiếp. Đó. Cái leo xăng lửa, một thùng chúng ta sẽ có 3 cây anh em. Đó. Một thùng chúng ta 4 cây. 3. Làm gì đâu ra. Có 4 quá mày tức. 1 2 3 4. Ủa, sao nay thùng 4 cây hả? Bình thường nhớ thùng 3 cây rồi. Rồi một thùng là 4 cây anh em. Mình nói sai mình nói lại. Đó, bô Get Leo bô xăng lửa. Thì rất là nhiều anh em mình hỏi cái bô Get Leo á, có bôi cổ hay không? Thì anh em cứ lầm tưởng nè. Đây là cây bô Get Leo Sonic thì đương nhiên nó có cổ. Còn anh em mà mua cái lon mà CBR Get Leo thì nó làm gì có cổ anh em. Cái lon CBR Get Leo á chỉ có cái lon thôi nha anh em. À, còn bô Sonic Get Leo như phải có cổ rồi.
có sensor để cho anh em canh adapter luôn đó. Bô xăng lửa 38 anh em thấy chỗ này chưa, đó bô xăng lửa 38 này. Còn này mà gắn xe zin á, chỗ này sẽ ghi là chữ zin sắt IN, bô cánh leo nè, hàng chính hãng đó, Thịnh Gò Vấp ở đây. Cách nhận biết có đơn giản anh em, Thịnh Gò Vấp anh em thấy chưa, thấy Thịnh Gò Vấp không? Đấy. Rồi bô xăng lửa 38 ở đây, dạ không có lộn gì đâu được trơn anh em. Còn những hàng mà làm ví dụ như hãng khác người ta sẽ không bao giờ đóng cái Thịnh Gò Vấp ở đây, không có gắn bô xăng lửa ở đây đó, anh em mua là không có làm. Mấy này là có Shopee hết rồi nhưng mà sẽ nói lại lần nữa N cho anh em xem đó, anh em xem hàng nè, cái bô đây chỗ inox bốn lượng đó, có bát bô luôn mà bát bô sẽ nằm riêng anh em, có cái chụp nè, cái chụp này sẽ nằm đây, ốc nằm đây, phe nằm đây, riêng hết nha anh em để cho anh đừng có cày đó. Em coi đây, bát này nằm đây, cạo đây rồi dàn ốc vô đúng không, đừng cày bỏ lại. Còn gì nữa ta, này mấy này là cổ của AK50 khá quen rồi anh em, đóng như băng đạn anh em. Đây cổ AK50 titan đó, titan không thấy chưa, có cổ nhám và cổ bóng luôn, thì mấy đơn nào cổ nhám cổ bóng gì đó anh em đi giao luôn nha. Thì coi còn gì nữa không, hết rồi. Nói chung thì hôm nay đồ về có nhiêu đó đó anh em. Ừ đây còn đầu xe alo đó anh em, đầu xe gốc hello, đây đầu siêu có thấy lô anh em, full hàng full kiện nha, đó cái hộp như này đây luôn nè, mở ra nè, lần đầu mở luôn nha anh em. Rồi trong đây có gì là chắc chắn là anh em mua sẽ đi trang vậy anh em đó, mở ra hàng chính hãng hết nha anh em, quan trọng là anh em mua là được hàng chính hãng chứ không có luồn đồ vô đó. Đây có hàng cái hãng là sẽ một bộ sẽ có đèn xi nhan nè đó, chui gắn nè anh em nhìn nè, mấy cái này là zin nè anh em thấy chưa, đấy zin đó. Rồi đèn pha, pha đèn nè, đấy pha đèn anh em, có bóng đèn xài đủ hết luôn cho anh em, không anh em không phải lăn tăn là phải mua thêm cái gì hết trơn á đó. Anh em coi đằng trước nè, Stanley thấy chưa, hàng chính hãng nó mới tinh, nó bóng lượng, chá pha xịn sò chứ không có đục đục nha anh em, đồ lô nó đục đục nha anh em, đừng có ham ba cái đồ rẻ nha, ham rẻ là tiền mất tật mang đó anh em đó. Rồi cái ốp đầu đúng không, bây giờ sẽ tới cái ốp đầu nè, để nhà băng bơm, cái là nhựa có cái ốp đầu màu đen anh em, đây đầu màu đen thì mình nhập gì đầu màu đen và màu đỏ, thì anh em muốn màu khác thì anh em order nói mình sơn, chứ giờ mình chỉ nhập màu đen màu đỏ thì khi gút thì làm có đen có đỏ hơn anh em, đây đỏ đây anh em, đen đây đó, cho anh em chạy xe thì giờ chia đa số là đen chứ đỏ thôi, cho anh em chạy tự nhiên anh em may khoác muốn màu xanh lá cây, màu tím, màu hồng gì đó là do anh em nha, mình không có chịu trách nhiệm gì mấy chuyện đó nữa nha. Đó đây đầu đỏ đây anh em, trời ơi nó đẹp, hàng chính hãng là đẹp làm sao đó anh em, trời ơi chưa. Rồi nếu anh em thấy hay nhớ bấm cho mình, quay cái mặt anh nè, nếu anh em thấy hay nhớ bấm cho mình một like, subscribe để ủng hộ kênh. Thì hôm nay là mình phát trực tiếp là hàng về những cái món này để cho anh em có thể biết và cập nhật được tình hình. Thì trong chiều hôm nay mình sẽ đăng hết những cái sản phẩm nãy giờ mình review lên sắp bây giờ đó, có những cái nào mình đã đăng rồi mình sẽ không đăng nữa để cho anh em biết. Thì anh em cứ theo dõi kênh của mình, khi nào mà có gì mà hot thì mình sẽ đăng ngay lập tức lên cho anh em xem luôn, chứ không có chỉnh sửa hết, để cho xem một cách chân thật nhất gì mình review đồ ha. Rồi bye bye mọi người nha.